Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sáng nay mùng 3 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Y Vinh Tơ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở huyện Mà Rắc. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông báo đến cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết vi phạm pháp luật, xem xét cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Cử tri huyện Mà Rắc đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề về tình hình giá vật tư nông nghiệp trên thị trường tăng cao, nạn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, trong đó có các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi đã gây nhiều khó khăn bất cập cho việc sản xuất của người nông dân. Cử tri cũng nêu một số khó khăn khi nghị quyết số 1157 của Quốc hội quy định đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, tất cả các trung tâm y tế đa chức năng phải thuộc huyện quản lý, toàn diện về tài chính, nhân lực. Sau khi mà chuyển về huyện rồi thì đảm bảo được cái công tác đấu thầu, công tác tự chủ, công tác mua sắm cũng như triển khai được các hoạt động về công tác khám chữa bệnh cho người dân từ tuyến cơ sở cho đến tuyến huyện, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc, công tác dân số và phát triển và các cái hoạt động khác. Liên quan đến đời sống xã hội, cử tri phản ánh hiện nay tuyến quốc lộ 26 và tỉnh lộ 13 bị xuống cấp, khổ đường nhỏ hẹp trong khi lượng phương tiện lưu thông nhiều, cần sớm nâng cấp mở rộng. Cũng có đề nghị với Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải sớm bố trí ngân sách để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cái tuyến quốc lộ 26 để đảm bảo bà con nhân dân đi lại để vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Cử tri cũng kiến nghị địa phương sớm bố trí quỹ đất để làm nghĩa trang tại một số địa bàn thôn buôn, nâng cấp hội trường tổ dân phố sau khi sắp nhập khu dân cư. Một số khu dân cư người dân làm nhà ở ổn định nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Y Vinh Tơ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng mong muốn cử tri cùng chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh, tiếp tục chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.